Mở đầu bộ phim là bối cảnh tại một khu rừng vắng vẻ giữa đêm mưa bão. Cậu bé với chiếc áo mưa màu vàng đi sâu vào bên trong và trước mặt là một cái bia mộ. Đó là của Jason, và cậu bé không ai khác chính là người đã kết liễu hắn ở phần trước, Tommy. Khi nhìn thấy có người sắp đến nên vội tìm chỗ trốn. Hai thanh niên vì muốn nhìn thấy mặt của tên sát nhân hàng loạt máu lạnh hồ Crypto nên đã đến đào xác hắn lên. Khi vừa bật nắp quan tài, Jason đã cầm sẵn cây dựa trên tay, nhanh chóng giết chết hai tên đó. Rồi hắn bật ngồi dậy và phát hiện ra vị trí của Tommy. Jason từ từ tiến lại, cậu bé vì quá sợ mà đã cứng đơ người, không thể bỏ chạy được. Hắn giơ cây dựa lên, chuẩn bị giết Tommy thì đó chỉ là một giấc mơ. Jason đã thực sự chết hay hắn ta sẽ một lần nữa hồi sinh và tiếp tục đi tàn sát những người vô tội? Câu trả lời sẽ có sau khi chúng ta xem hết video này. Cùng mình tìm hiểu phần phim thứ 5 của loạt series nổi tiếng này nhé. Cảnh báo, video tóm tắt có tiết lộ nội dung và tình tiết phim. Đã 5 năm kể từ khi Tommy còn là một cậu bé và đối đầu với tên sát nhân Jason, giờ đây đã trở thành một thiếu niên to cao. Nhưng Tommy thường xuyên mơ về Jason, dẫn đến việc tâm lý bị ảnh hưởng nặng nề. Anh ấy được đưa đi điều trị hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Chị gái của Tommy không còn được đề cập đến trong phần phim này. Tommy được đưa đến trung tâm tư nhân phát triển thanh thiếu niên Pinehurst, nơi dành cho những bạn trẻ khó hòa nhập với cộng đồng. Nơi đây thuộc quyền sở hữu của Matthew, làm cùng với anh ấy là cô trợ lý Pam. Tommy được Matt giới thiệu nơi đây một chút, một nơi mà anh ấy có thể tự do sinh hoạt, không ai có thể bắt ép hay cấm cản điều gì. Điều đó sẽ tốt cho Tommy có thể tái hòa nhập cộng đồng. Anh ấy được dẫn lên phòng để sắp xếp đồ đạc. Một cậu bé tên Reggie xuất hiện và bày trò trêu chọc với Tommy nhưng lại bị dọa ngược lại cho xanh mặt. Reggie không phải là bệnh nhân ở đây, cậu chỉ đi theo ông mình George, một đầu bếp của Pinehurst. Họ đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Hai thanh niên của trại là Eddie và Tina được đưa về đây sau khi bị phát hiện làm trò người lớn tại khu vực ngoài khuôn viên cho phép. Đó là trên đất của người phụ nữ hách dịch Ethel. Bà ta kêu con trai trở đến đây để chửi cho một trận. Bà cảnh cáo tất cả những ai dám bén mảng lên đất của mình liền sẽ bị bắn bỏ. Cảnh sát sau đó cũng nhắc nhở Matthew hãy canh chừng bọn trẻ, đừng để chúng đi lung tung làm phiền người dân quanh đây. Nếu không trung tâm sẽ bị buộc phải đóng cửa. Chiều hôm đó, anh chàng Victor nóng tính đang bổ củi ngoài sân. Còn hai cô gái Robin và Violet phơi đồ gần đó. Joey, một người ham ăn đến tán tỉnh hai cô nàng. Cậu ngỏ ý muốn phơi đồ giúp nhưng vô tình để sô-cô-la dính lên chiếc váy trắng vừa mới giặt của Robin nên bị đuổi đi. Cậu ta sau đó quay sang muốn thử bổ củi như Victor. Cứ đứng đó liên thuyên mãi làm cho Vic mất bình tĩnh lớn tiếng đuổi đi. Joey cũng lớn tiếng chửi lại, nhưng vừa quay đi thì đã bị Victor dùng dìu bổ nhiều nhát vào người. Cảnh sát và cấp cứu liền xuất hiện, Victor bị bắt giữ còn thi thể của Joey cũng được mang đi. Matthew nói Joey không có gia đình nên bây giờ không biết phải báo tin cho ai. Một nhân viên y tế tên Đúc trong lúc làm nhiệm vụ thì có buông vài lời đùa cợt. Tuy nhiên, đồng nghiệp của anh ta là Roy thì lại có thái độ khác hẳn, trông rất là đau buồn. Tối đó, hai thanh niên là Vinny và P đang lái xe thì bỗng bị chết máy. Vinny ra ngoài kiểm tra còn P đi sâu vào trong rừng để giải quyết nỗi buồn to lớn. Một kẻ bí ẩn xuất hiện, mở cây pháo sáng rồi cắm thẳng vào miệng của Vinny. P quay trở về thấy bạn mình đang cúi đầu vào capo tưởng còn đang sửa máy nên không có nghi ngờ gì mà bước vào trong xe ngồi. Tên sát nhân đó từ phía sau xuất hiện và cắt cổ của P. Tommy thường xuyên phải đối mặt với ảo giác, hình ảnh về Jason liên tục xuất hiện làm cho anh ấy hoảng sợ tột độ. Reggie sau đó gọi những người khác vào dùng bữa sáng. Khi Tommy đến thì Matthew đã nhờ anh ấy lên gọi Eddie. Bất ngờ Eddie xuất hiện với chiếc mặt nạ của Tommy và dọa anh ấy. Tommy trong phút chốc mất bình tĩnh đã làm một cú vật 10 điểm lên Eddie. Đến khi Matthew chạy lại can ngăn thì Tommy mới trở lại bình thường. Tối đó, Billy, một người làm việc cho Pinehurst đến đón bạn gái Lana đi chơi. Cô ấy vào trong để dọn dẹp quán và thay quần áo. Billy ở ngoài này đợi hơi lâu nên sốt ruột mở cửa xe bước ra. Không ngờ, một nhát dìu ngay lập tức bổ xuống đầu anh ta. Và nạn nhân tiếp theo chính là Lana, cô ấy ra ngoài cửa hàng và vào trong xe. Rồi nhìn thấy một người với cây dìu trên tay và vũng máu dưới đất. Lana hoảng sợ hét lên, cố gắng mở cửa thoát thân nhưng vẫn không kịp. Đến lúc này đã có tổng cộng là 4 nạn nhân. Ngày hôm sau, Tina và Eddie tiếp tục lẻn ra khỏi trại, đến khu đất của bà Ethel học làm người lớn. Lớp học này đã được người làm vườn thuê của bà ta là Raymond trông thấy. Vì mãi mê nhìn mà ông ấy không biết được có người đang đến gần. Thế là bị tên sát nhân đâm lủng bụng. Về phía Tina và Eddie, lúc này vẫn không hay biết gì. Mọi việc xong xuôi thì Eddie đi ra phía bờ suối tắm rửa, để lại một mình Tina nằm phơi nắng. Tên kia bước ra với cây kéo lớn, giết chết cô. Eddie quay lại và kinh hoàng thấy thi thể của bạn gái với những vết cắt chằng chéo trên gương mặt. Anh hoảng sợ lùi về một cái cây thì bị kẻ bí ẩn dùng một dây da quấn quanh đầu, từ từ siết chặt, đến khi lõm vào bên trong mới thôi. Về phía cảnh sát, họ vẫn chưa thể tìm ra hung thủ sau hàng loạt vụ giết người gần đây. Thị trưởng tỏ ra rất tức giận và yêu cầu cảnh sát phải tăng tốc độ điều tra. Cảnh sát trưởng Tucker đưa ra giả thuyết Jason đã hồi sinh nhưng thị trưởng lập tức bác bỏ. Tối đến, Reggie xin George được đến gặp anh trai là Damon, người sống trên xe kéo ở gần đây. Pam là người lái và Matthew gợi ý hãy đưa Tommy đi cùng để anh ấy thoải mái hơn. Bọn họ đến nơi thì Reggie cùng Pam vào chơi với Damon và bạn gái anh ta, Anita. Còn mỗi Tommy ở ngoài thì anh ấy bị con trai của bà Ethel, Junior chạy xe đến gây chuyện. Một bên thì nói liên tục, không ngừng đe dọa, còn bên này thì chỉ có đấm thôi. Junior bị đánh như cái mền, phải nhờ đến Pam ra can không thì hết có cơ hội để thở nữa rồi. Tommy trong cơn hoảng loạn đã bỏ chạy vào phía trong rừng. Pam phải đưa Reggie về trước rồi mới vòng xe lại đi tìm Tommy.
Cô ấy sau đó biết được cả Matthew với George vì không thấy cặp đôi Eddie và Tina quay về nên lo lắng đi tìm. Cuối cùng đến giờ vẫn chưa thấy quay về. Về phía Damon, anh ta bị Tào Tháo đến thăm nên ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh. Ở ngoài này, Anita bày trò trêu gạo, làm rung lắc nhà vệ sinh dữ dội, rồi bất ngờ không nghe thấy âm thanh gì nữa. Damon mở cửa bước ra thì cánh cửa bị vướng vào cái xác của Anita. Tên sát nhân dùng một cây xiên lớn đâm liên tiếp vào bên trong. Damon cố gắng trèo lên trên cao để né nhưng bất thành, cuối cùng cũng phải nộp mạng khi bị đâm xuyên bụng. Junior sau khi bị đánh tối tăm mặt mũi thì chạy về mách mẹ. Một con dao lớn được vung ra và xin luôn cái đầu của Junior. Bà Ethel đang ở trong bếp nấu món súp gia truyền cũng chịu chung số phận với con trai. Tại trại Pinhurst, anh chàng nói lắp Jake đang cố gắng dụ dỗ Robin lên giường một cách chân thành nhất. Dĩ nhiên anh ta bị từ chối. Jake buồn bã chuyển đối tượng sang Violet, kết quả cũng như vậy. Vừa quay mặt bước đi thì tên sát nhân kia đã mò được đến đây, tiếp tục việc tàn sát của mình. Hết Jake thì đến lượt Robin. Một nhát dao xuyên từ bên dưới giường lên, tiếp theo là cô nàng Violet. Mãi mê nhảy trong phòng, đến khi cảm nhận được nguy hiểm thì đã muộn. Người còn sống cuối cùng trong căn nhà lúc này là Reggie. Cậu bé đang ngủ trên ghế sofa thì bị đánh thức bởi tiếng sét lớn bên ngoài. Reggie nghe thấy tiếng động trên phòng Tommy, tưởng anh ấy đã quay về nên đi lên lầu tìm. Cậu kinh hãi nhìn thấy các thi thể được đặt trong phòng của Tommy. Ban đã quay trở về và cũng hét lên y hệt như Reggie khi đi vào phòng. Hai người chạy xuống lầu thì Reggie vấp té và bị đau ở đầu gối. Tên sát nhân lúc này mới chịu lộ diện, chính là Jason. Họ tiếp tục bỏ chạy vào khu rừng thì nhìn thấy xe cấp cứu, nhưng người nhân viên y tế Đúc đã bị sát hại. Jason khi này cũng đuổi đến. Reggie hoảng sợ quên luôn việc đang đau đầu gối chạy quá trời chạy, bỏ mặc luôn bà chị Pam. Hai người bị lạc nhau từ đó. Pam chạy xung quanh rừng và tìm thấy Matthew đã bị đóng chặt vào thân cây. Cô trở lại căn nhà thì Jason ném George vào, phá vỡ cửa sổ, thế là cô ấy phải tiếp tục chạy trốn. Đến gần chỗ nhà kho thì Pam quá hoảng sợ, bị kiệt sức không chạy được nữa. Jason chuẩn bị giết luôn cô thì Reggie xuất hiện, lái chiếc máy xúc tông thẳng vào tên sát nhân. Tuy nhiên việc đó chỉ làm cho hắn bị thương. Hai người vào trong nhà kho để ẩn náu. Pam tìm thấy một chiếc cưa máy, thế là quyết định chơi tay đôi với Jason. Đang ngon trớn thì cái máy gặp trục trặc. Tommy bây giờ mới xuất hiện, giúp cho Pam có thời gian để trèo lên gác. Tommy đối mặt với Jason, bị hắn chém một nhát vào ngực. Tưởng chuyến này là tiêu đời thì anh ấy lấy ra một con dao nhỏ, đâm vào đùi tên sát nhân. Đâm cao lên tí nữa có phải là ngon hơn không? Tommy sau đó cũng giáng trèo lên gác mái, vì vết thương lớn nên đã bị bất tỉnh. Ban nhìn thấy phía bên dưới có một cái máy kéo cày với bàn trông nhọn nên đợi cho tên Jason lên đến sẽ hợp sức với Reggie đẩy hắn xuống. Ngỡ rằng đã thành công nhưng hắn vẫn kịp bám lại và tóm lấy chân Reggie lôi đi. Tommy lờ mờ tỉnh dậy, nhặt cây dựa lên và lao đến chặt luôn cánh tay tên sát nhân. Hắn bị rơi thẳng xuống bên dưới và bỏ mạng. Chiếc mặt nạ rơi ra và đây chỉ là một tên giả dạng Jason. Hắn ta chính là Roy. Cảnh sát sau đó cũng điều tra được Roy chính là cha ruột của Joey, thanh niên bị sát hại ở đầu phim. Họ không thể hiểu được vì sao Roy lại giấu kín việc này suốt ngần ấy năm. Cảnh sát cũng tìm thấy những bài báo nói về Jason trong người ông ta. Roy có ý định giả dạng để đổ mọi tội lỗi cho tên sát nhân kia. Ban đến phòng bệnh mà Tommy đang nằm để xem tình hình. Khi vừa đến gần thì Tommy bất ngờ tỉnh dậy, đâm cô một nhát. Đó tiếp tục là một cơn ác mộng nữa của anh ấy. Rồi anh nhìn thấy Jason và lần này có lẽ tâm trí của Tommy đã bị Jason chiếm hữu hoàn toàn. Anh ta mở tủ và lấy ra chiếc mặt nạ quen thuộc. Cùng lúc Pam cũng đang đi đến gần căn phòng. Cô ấy nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ thì liền mở cửa bước vào. Tommy xuất hiện từ phía sau với chiếc mặt nạ cùng con dao ở trên tay. Đó là tất cả những diễn biến của phần 5 series phim thứ 6 ngày 13. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bộ phim tiếp theo.